Hello, hello. Xin chào các bạn. Đây đến Như Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là chiều ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ là ngày 18 tháng 6. Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày 19, ngày Chủ nhật rồi. Bây giờ là 4 giờ 30 phút chiều. Thì bình thường đó, cuối tuần thường không làm video. Nhưng mà các bạn đã thấy được là giá của BTC đó không ổn ngày hôm nay. Cho nên thường muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ một số những cái thông tin với các bạn. Và man oh man, các bạn thấy được là giá của BTC đó đã xuống dưới 20.000 đô. Ở mức thấp cách đây 2 tiếng rưỡi đó là khoảng 17.500 đô và hiện bây giờ có rất nhiều thông tin ở trên thị trường liên quan tới Celsius liên quan tới tuy AC và thường muốn tổng hợp một số những tài liệu mà chúng ta biết để mà chia sẻ với các bạn để nắm thêm một số những thông tin về tình hình chung hiện tại của thị trường và chúng ta đã thấy được là BTC đó gần đây đã lập rất nhiều cái kỷ lục mới lần Trước đây đó các bạn thấy là vài tuần trước thì đã đạt một cái kỷ lục là 9 tuần liên tục là nến đỏ chưa từng xảy ra trước đây. Hôm nay chúng ta lại có thêm một kỷ lục mới của BTC đó chính là Bitcoin đã đi trở xuống dưới 20.000 đô. Tại sao cái điểm đó lại quan trọng? Tại vì những cái đợt mà chúng ta thấy trước đây đó khi mà chúng ta thấy giá đi xuống đó, thì sẽ không xuống dưới cây đỉnh cũ có nghĩa là chúng ta thấy được là cái đỉnh cũ của BTC là khoảng 19.800 đô năm 2017 thì nếu như mà theo lịch sử đó thì giá sẽ không được xuống dưới cái mức đó tại vì trước đó chưa từng xảy ra cho những cái đợt tăng trưởng nhưng mà chúng ta thấy được là kỳ này đó giá đã đi trở xuống và dưới cái mức định cũ đó là lần đầu tiên chúng ta thấy có hiện tượng này và xuống tới cái mức chỉ có 17.500 đô mà thôi có thể nói được là thị trường bây giờ có rất là nhiều tin đồn cũng như là có rất là nhiều người đang hoảng loạn và sợ hãi và chúng ta thấy là sau đó đó giá lại được đẩy lên tới mức là 19.500 đô sau đó chúng ta bây giờ vẫn xoay quanh cái mức là 19.000 đô hiện tại và chúng ta có thể thấy được là cái chỉ số tham lam sợ hãi đó Bây giờ là con số 6 như là cực kỳ sợ hãi Hôm qua cũng vậy là số 9 Trước đó nữa là số 12 Và tháng vừa rồi là số 13 Có nghĩa là chúng ta đã nằm trong vùng là cực kỳ sợ hãi một thời gian rồi Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào con số 6 đó Đây là một con số mà thường không nhớ lần cuối cùng Thường nhìn thấy là khi nào Chúng ta có thể trở lại lịch sử đó Thì chở lại một năm trước đây chúng ta cũng không thấy cái mức con số 6 Con số 6 này đó là mức rất là sợ hãi luôn Chúng ta thấy được là chúng ta đang à, nằm ở cái con số đó Trong khi mà năm ngoái đó thời điểm này số thấp nhất là con số 10 chúng ta phải trả trở về xa hơn nữa chúng ta có thể trả trở về năm 2020 lúc mà dịch bệnh bùng nổ tháng 3 đó chúng ta cũng không thấy xuống tới con số đó chúng ta phải trả trở về cho đến cái thời điểm là năm 2019 hồi tháng 8 lúc đó chúng ta mới thấy được là chỉ số tham năm sợ hãi là con số 5 và đó là cái thời điểm lần cuối cùng và hầu như đây là lần đầu tiên mà chúng ta thấy được là điều đó xảy ra sau 3 năm và chúng ta cũng có thể thấy được là con số 5 và 6 này đó thì chỉ xuất hiện chỉ có hai lần trong lịch sử chỉ số tham lam và sợ hãi mà thôi có thể thấy được là tình hình bây giờ đó rất là có nhiều người lo ngại giá bây giờ đó thì đương nhiên chúng ta thấy là so sánh với lại năm 2018 19 thì khi mà giá xuống chỉ còn có 3.000 đô thì đương nhiên thấp hơn bây giờ rất là nhiều tại vì bây giờ mức giá là ở 19.100 đô nhưng mà cái tâm lý bây giờ đó chúng ta thấy được là thực sự sợ hãi hơn thời điểm đó rất là nhiều và những bạn nào mà còn ở thị trường này hiện tại đó thì thật ra các bạn đang trải qua một trong những cái thời điểm mà nó không kém gì năm 2019 có thể nói là bây giờ giá vẫn cao hơn nhưng mà cái sự lo sợ nó còn thấp hơn nhiều thời điểm của năm 2018 và năm 2019 và chúng ta có thể được là BTC đây thì xuống cả thị trường đương nhiên là cùng một màu đỏ Nhưng mà có nhiều bạn cũng hỏi thường là tại sao có nhiều những cái altcoin Nhất định cái altcoin mà xếp hạng sâu hơn đó Thì nó không có xuống nhiều như là BTC hay là Ethereum Tại vì nếu chúng ta nhìn những đồng lớn đó thì các bạn thấy là sau khi thùng refresh con các bạn sẽ thấy được là BTC trong vòng 24 giờ qua đang thì xuống 6,9%, Ethereum xuống nhiều hơn một chút xuống 8,6, BNB cũng tương tự vân vân. Nhưng mà khi chúng ta thấy được một số những cái coin như là Polkadot xuống 3% hay là XRP xuống chỉ có 4% mà thôi và nhiều những coin bên dưới này đó cái hạng cao hơn thì cái phần trăm xuống nó thấp hơn. Tôi nghĩ lý do đó là tại vì chúng ta thấy là những cái altcoin đó, nhiều altcoin đã xuống cái phần trăm cao hơn là BTC từ đỉnh nhiều rồi. Chúng ta có thể thấy được là Bitcoin đó cho tới ngày hôm nay là xuống khoảng chừng là 73% từ đỉnh. Nhưng mà những cái altcoin nhỏ đó chúng ta có thể thấy được nhiều altcoin à, như là đồng Nia đã xuống 96,88%, phiêu xuống 92% ETC xuống 92%, Uniswap cũng như vậy, nhiều những coin nó xuống phần trăm là 99% như là ICP. Cho nên rất nhiều những coin đã xuống cái phần trăm rất là sâu so với đỉnh rồi. Tôi nghĩ đó có thể là lý do tại sao hay là có thể là nhiều người bán coin trong thời gian qua chuyển qua BTC, à, tại vì họ lo sợ tinh thần của thị trường nhưng mà bây giờ ra cái sự lo sợ lại tăng lên nữa khiến cho họ cũng bán luôn bitcoin cũng có thể là như vậy nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển nhưng mà chúng ta có thể thấy được là bây giờ ra nhiều cái tin tức là đến từ cái quỹ 3 Arrows Capital Đây là cái quỹ đầu tư mạo hiểm mà thường đã chia sẻ rất nhiều với các bạn trong thời gian qua Cũng như là ngày hôm qua đã thường đang một bài viết rất là dài Trên những mạng xã hội chia sẻ về tình hình của quỹ Arrows Capital và tại sao các bạn cần phải quan tâm Hôm nay Thường sẽ dành thời gian để mà đi sâu hơn về cái thông tin này Và chúng ta thấy được hồi sáng nay thức dậy đó Thì ở trên Twitter có rất nhiều thông tin Như là Ethereum đã xuống tới mức là 1016 đô Bây giờ đã xuống thấp hơn cái con số đó rồi Nhưng mà hồi sáng này đó thì Ethereum xuống con số đó là là cái mức mà cái số lượng Ethereum của quỹ Tobias Capital sẽ bị thanh lý, có nghĩa là đã bị thanh lý dựa theo uh, Dat Martini Guy, chúng ta cũng có thể thấy được là một cái thông tin khác nữa nói là 3AC đã bị thanh lý tổng cộng đó là 191 triệu đô la Ethereum, đó là cái vị thế của họ bị thanh lý và đây là những cái tài liệu chia sẻ, chúng ta tiếp tục thấy được là có một người khác trên Twitter nói là họ cũng đã bán rất là nhiều những cái cổ phần GBTC của công ty Rayscale. Các bạn đã biết đây là cái quỹ đầu tư Rayscale Bitcoin Investment Trust. Thì khi mà họ bán cái cổ phần đó đương nhiên không phải là liên quan trực tiếp đến Bitcoin trên thị trường. Nhưng mà ít nhiều gì các bạn cũng đang thấy được là họ đang rất là cần tiền. Gấp rút bán hết tất cả tài sản. Chúng ta thấy được là ngày 16 tây tháng 6 đó thì dựa theo Bloomberg họ vẫn giữ con số là khoảng chừng 38,8 triệu cổ phần GBTC cho tới ngày 17 Tây đó là không còn cổ phần nào hết như là họ đã bán rồi và đây là dấu hiệu cho thấy được là quỹ 3 thực sự đã gặp vấn đề chứ không phải là chỉ là tin đồn không và chúng ta cũng có thể thấy được là họ vẫn còn một số Ethereum vẫn có khả năng là tiếp tục bị thanh toán chúng ta thấy được là đây là một tài liệu khác chia sẻ nói là họ đang thế chấp 152.101 Ethereum để mà vay mượn USDC và UST nếu như mà giá tiếp tục đi xuống thêm nữa đó thì họ cũng sẽ bị thanh lý luôn con số này. Tất cả những thông tin này đó là những thông tin mà nhiều người trên mạng họ theo dõi những cái ứng dụng như là AV hay là Bloomberg Terminal và họ hợp lại. Cho nên cái mà tôi muốn làm ngày hôm nay đó là tổng hợp những thông tin này lại một cách nó logic để các bạn có thể hiểu được chuyện đang xảy ra. Và thật ra những thông tin này đó vẫn không có phản ảnh được tất cả toàn bộ sự thật như thế nào. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta thấy được là Suzu đó hoàn toàn im lặng. Cái thuyết cuối cùng của husu đó là ngày 10, bốn tay tháng 6, sau đó là sư lại rất là im lặng cho nên thật ra chúng ta cũng không biết toàn bộ câu chuyện những gì chúng ta biết đó là những cái tài liệu người ta theo dõi được trên OnChain hay là Bloomberg trên chia sẻ cũng giống như là chúng ta thấy được đó là Twitter Capital đó gửi rất là nhiều những cái đồng nhỏ như là CIAV -A về Sushi à, họ gửi lên những cái sàn giao dịch để mà bán để mà trả nợ Mình con số này là những con số rất là thấp có nghĩa là nhiều người cho là quỹ Tuyero sẽ có bao nhiêu bán bao nhiêu ở thời điểm hiện tại và thông sẽ chia sẻ với các bạn chi tiết hơn một lát nữa và Tuyero Capital giống như là khoảnh khắc của Lehman Brothers của thế hệ crypto thì tại sao tôi nói là tuy Capital là khoảnh khắc Lehman Brothers của thế hệ crypto nhưng mà nào mà đã từng trải qua khung hoảng tài chính năm 2008 đó, thì cũng đã biết được là nhiều người hầu như là không biết đến Lehman Brothers là ai cho đến khi mà cái ngân hàng đầu tư Lehman Brothers sụp đổ kéo tới hàng loạt ngân hàng khác gặp vấn đề cho nên dẫn đến khung hoảng tài chính chúng ta thấy được là Three Arrow Capital cũng giống là như vậy hầu như là cách đây một tuần rất ít bạn biết đến Toyo Capital Ngoài trừ những người nào mà hay thích mua những đồng mới đó thì mới theo dõi những quỹ này mà thôi Nhưng mà hầu hết là không biết đến Toyo Capital Bây giờ thì hầu như ai cũng đã nghe đến cái tên này rồi Thậm chí người mà không trong thiền crypto đã cũng nghe nói tên Toyo Capital Và đó là tài liệu liên quan đến Toyo Capital hồi sáng này và chi tiết hơn nên thường sẽ chia sẻ với các bạn Sau khi chúng ta nói về tình hình của Celsius Thì đối với lại Celsius thì chúng ta thấy được là không có thông tin gì mới hơn Cái tài liệu cuối cùng chúng ta nhận được đó, đã đến từ Alex Masinski Ngày 15 tây tháng 6 cũng không nói gì hết Nói là họ vẫn đang giải quyết vấn đề Và chúng ta có thể thấy được là ngay cái trang chính của Celsius Họ cũng không nói gì thêm nhiều Họ chia sẻ một cái thuyết hồi sáng này nói là Coi chừng có nhiều người liên hệ với các bạn lừa đảo nói là có thể giúp các bạn lấy tiền được thì đừng có tin nhưng mà hôm qua đáng lý đâu là công ty Salesforce thì có một cái buổi AMA uh, live trên YouTube nhưng mà cuối cùng đó thì uh, CEO Alex Masinski đã quyết định là không có cái buổi live đó và chỉ chia sẻ một cái video chỉ có 13 giây mà thôi uh, và trong video này nó cũng không có chia sẻ thông tin gì hết chỉ nói là cần chú tâm để mà giải quyết vấn đề cái Vấn đề bây giờ đó là cả hai công ty Celsius và Trio Capital họ không có chia sẻ nhiều thông tin với lại cộng đồng cho nên tin đồn mới tràn lan khắp nơi và cái sự lo lắng mới cao như vậy. Bây giờ không biết được là quỹ Trio Capital đó có liên quan đến những công ty nào và ngoại trừ công ty Celsius ra thì còn những công ty tương tự có cái khả năng là bị sụp đổ hay là không. Tất cả chúng ta đều không biết cho nên đó là cái sự hoang mang bây giờ của cộng đồng và chúng ta cũng có thể thấy được là cái số lượng mà họ mượn đó, công ty Celsius họ dùng để mà thế chấp để mượn đó thì họ đã thế chấp tổng cộng là 23.962 Grab BTC và họ đã liên tục nạp thêm tiền vào để đẩy cái mức thanh lý xuống nhưng mà mức thanh lý đó bây giờ đó là mức là 13.603 và chúng ta thấy là hồi sáng này đã có cái tốc độ đẩy nhanh xuống tới cái mức là 17.558 đô và nhiều người đó, đây là cái giả thuyết mà thôi nhiều người nói là có thể là có ai đó thật sự là muốn thanh lý công ty Celsius này cho nên họ tiếp tục muốn đẩy giá BTC xuống tới cái mức là 13.693 để thanh lý cái số lượng Bitcoin này của họ, tại vì họ dùng để mà thế chấp. Đó là cái giả thuyết mà thôi. Còn về Ben Armstrong đó thì một số bạn hỏi thuận là cái uh, tin tức nào mới nhất liên quan tới Bitcoin crypto là một YouTube uh, nổi tiếng nhất liên quan đến crypto. Bây giờ thì Ben Armstrong đó, các bạn hãy nhớ là muốn À, làm đơn kiện công ty sau sự tập thể nhưng mà hôm qua đó thì Ben Strong nói là thôi bây giờ không kiện nữa tại vì cái khả năng thắng kiện nó rất là thấp dựa theo Ben Strong đó thì khả năng thắng kiện thấp tại vì đối với lại cái um, hợp đồng khi các bạn tham gia và sau hợp đồng đó có rất là nhiều cái chức năng pháp lý để mà bảo vệ công ty sau cũng như là CEO Alex Masinski cho nên khả năng thắng rất là thấp và thêm vào đó nữa đó là Ben Armstrong là một trong những người mà trước đây promote có nghĩa là quảng bá cho Celsius cho nên bây giờ đó sẽ có những cái câu hỏi đặt ra liên quan tới xung đột lợi ích cho nên Ben Armstrong sẽ không có là người dẫn đầu cái cuộc kiện tập thể này nhưng mà nếu như ai đó mà muốn kiện tập thể thì Ben Armstrong là có thể tham gia như là một trong những nạn nhân mà thôi đó là thông tin mới nhất liên quan tới Ben Armstrong nhiều người bên dưới đó thì có cái sự chỉ trích nói là Ben Amson mới đây nói là sẽ kiện công ty Salesforce đổi lợi không bằng cho cộng đồng vân vân nhưng mà chưa gì hết một hai ngày sau thì đã không muốn kiện công ty này nữa à, có thể là công ty Salesforce đã cho Ben Amson tiền hay cái gì đó để bỏ qua cái vấn đề này không biết điều đó có thật hay là không, thường chuyên có thể chia sẻ với các bạn những cái thông tin hiện tại mà thôi. Thì ngoại trừ cái việc là lực bán có thể đến từ Celsius, sẽ đến từ Three Arrows Capital hay là nhiều những cái quỹ đầu tư khác có liên quan mà chúng ta không biết danh tính của họ là ai. Có thể đó là lý do tại sao mà giá bị đẩy xuống rất mạnh và rất nhanh. Nhưng mà chúng ta cũng có thấy được là khi mà giá đẩy xuống rất mạnh và nhanh lên thì lại dẫn đến à, là một cái đơn vị khác cũng đang bị lỗ hiện tại, đó chính là những cái công ty đào. Chúng ta thấy trên màn hình đó, đây là những cái máy đào tùy theo phiên bản các bạn thấy được là bây giờ đó hầu như là chỉ có cái phiên bản là N Miner S19 Pro là đào là các bạn còn có chút lời mà thôi. Những cái phiên bản máy đào mới đó như là Micro BT, miner hay là Bitmain S19 XP đó thì hai phiên bản này À, tới tháng sau mới ra mắt thì hai cái phiên bản mới này đã đào là sẽ có lời nhưng mà hiện tại đã hầu hết à, những cái máy đào cũ đó thì đang bị lỗ hiện tại cho nên chúng ta cũng đã thấy được là những cái công ty đào lớn đó, như là Marathon vân vân thì họ đã có cái quy mô và họ cũng đã có một cái nguồn vốn cao và có những cái máy đào quy mô cho nên họ có thể là chống chọi được khi mà giá xuống họ có thể tiếp tục à, dùng tiền của mình để mà hoạt động đào mà không cần phải bán BTC ở mức giá lỗ nhưng mà những cái xưởng đào nhỏ thì không may mắn như vậy cho nên chúng ta mới thấy được là thậm chí những cái xưởng đào chúng ta cũng đã thấy là có cái dấu hiệu à, là đẩy lên chúng ta được là một thời gian dài không có dấu hiệu thời đào bán nhưng mà gần đây chúng ta đã thấy được là bắt đầu là từ ngày 10 tây thì đã bắt đầu có cái sự tăng trưởng như thường đã chia sẻ với các bạn cách đây à, 2 3 ngày rồi sau đó chúng ta thấy được là cho đến ngày 15 tây đã có cái sự tăng trưởng nhanh hơn nữa, có nghĩa là thời đạo đang có dấu hiệu bán và chúng ta cũng có thể thấy cái dấu hiệu đó bằng cách là nhìn vào cái số lượng Bitcoin gửi từ ví của những cái xưởng đào lên trên những cái sàn giao dịch thì cũng có cái sự tăng trưởng lên nhất là ngày 15 tây mới đây và hôm nay chúng ta cũng có khá là nhiều những cái lệnh bị thanh lý chúng ta đã thấy được là tổng cái số lệnh đòn bẩy bị thanh lý đó đã lên tới con số là 564 triệu đô la ngày hôm nay cũng là một cái mức cao các bạn thấy được tổng cộng đã có 150.108 trader đã bị thanh lý và chúng ta có thể nhìn bên dưới này đó cái điều thú vị là trong vòng 4 giờ qua đó có thể các bạn có thể nghĩ là phần lớn là những đình lon bị thanh lý nhưng mà không phải đâu 4 tiếng đồng hồ qua chúng ta thấy được là số bị thanh lý lon cũng bị thanh lý và hầu như là 50 50 và chúng ta có thể nhìn bên dưới này đó chuyển qua thành một tiếng đi các bạn sẽ được là trong thời gian mà giá cả dao động đó cả hai bên đều bị thanh lý đương nhiên lon bị thanh lý nhiều hơn một chút nhưng mà cả hai đều bị thanh lý hiện tại nói tới cái lệnh đòn 7 đó thì chúng ta sẽ thấy được là hiện bây giờ cái số lượng lệnh đòn bảy đó thực sự đã trả trở về thời điểm của năm 2021 rồi chúng ta thấy được là bắt đầu từ thời điểm gần đây đó là tháng 3 đã từ từ có cái dấu hiệu đi xuống có nghĩa là những lệnh đòn bảy bị thanh lý rồi sau đó có nhiều lệnh đòn bảy hơn rồi lại bị tiếp tục bị thanh lý nữa thì nói chung đó, thì lệnh đòn bảy đã có dấu hiệu giảm xuống nhưng mà những lệnh còn lại đó chúng ta có thấy được là đó là những lệnh vẫn có cái phần trăm đòn bẩy cao thì chúng ta sẽ tiếp tục thấy nhiều lệnh bị thanh lý khi mà giá cả dao động cả hai bên như vậy. Như là chúng ta thấy được là giá có thể là đi mạnh từ cái thời điểm là 19.100 đô trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi đã xuống tới 17.500 đô. Rồi trong vòng chỉ có 2 tiếng rưỡi để ngược trở lên 19.493 đô. Cho nên các bạn cần nên cẩn thận Tại vì giá có thể giật bất cứ xu hướng nào Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là coin 98 Super App Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường Chỉ với một ứng dụng coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như Lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví trang Hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích Giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi

I ain't playing.